Chào mừng các bạn đã đến với kênh thông tin chăm sóc sức khỏe và cung cấp thảo dược thiên nhiên của công ty Nguyễn Trần Cấp. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về sản phẩm thảo dược trị mụn Nguyễn Trần. Bạn không muốn gặp ai chỉ vì mụn. Mụn đã cướp đi những cơ hội công việc và các mối quan hệ của bạn chỉ vì tự ti. Mụn khiến bạn muốn trầm cảm, che giấu đi vẻ đẹp vốn có của mình. Mụn đeo bám bất kỳ ai, từ tuổi teen cho đến tuổi trưởng thành, từ nam đến nữ. Bạn đã thử nhiều cách nhưng không tiêu diệt được hết. Bạn sử dụng kem trị mụn có ưu điểm dễ sử dụng, làm giảm mụn nhanh. Nhược điểm chỉ giúp diệt mụn bên ngoài da, mụn dễ tái phát lại. Dùng tia laser trị mụn. Ưu điểm: hiệu quả cao, nhanh chóng. Nhược điểm: chi phí tốn kém, da bị tổn thương, khó chăm sóc. Bạn sử dụng thuốc tây. Ưu điểm: dễ sử dụng, tác dụng từ bên trong. Nhược điểm: chi phí tốn kém, có tác dụng phụ, dễ hại cho gan, thận. Nếu bạn đã xem video đến đây thì có nghĩa là bạn đã trải qua và đồng cảm với Nguyễn Trần Cấp về những vấn đề trên. Bạn đã sẵn sàng để tạm biệt mụn hay chưa? Trị mụn bằng thảo dược thiên nhiên hiệu quả sau một liệu trình. Những loại mụn cám, mụn đầu đen, mụn trứng cá luôn trú ngụ trên làn da của bạn, khiến da mất đi vẻ mịn màng, trắng mịn. Không chỉ vậy, nếu mụn đã đến thăm thì cũng thật đau đầu. Hiểu được sự gian nan trong việc trị mụn và nhận thấy khao khát sở hữu một làn da không tì vết, thảo dược trị mụn Nguyễn Trần đã ra đời để thay đổi làn da của bạn. Sản phẩm này được bào chế từ công thức đông y gia truyền, giúp làm sạch mụn trứng cá, mụn ẩn, mụn đầu đen, vân vân và tái tạo lại làn da, xóa mờ các vết thâm sạm, giúp bạn lấy lại làn da mịn màng vốn có của mình. Làn da của bạn sẽ thay đổi như thế nào khi sử dụng thảo dược trị mụn Nguyễn Trần? Sản phẩm sẽ giúp cho bạn không còn lo lắng về những đốm mụn và làn da thô kệch thiếu tự tin. Điều trị các loại mụn như mụn ẩn, mụn cám, mụn đầu đen, mụn viêm, mụn lâu năm, vân vân, từ mụn nhẹ đến mụn nặng, xóa mờ các vết thâm sạm, thâm mụn, tàn nhang, đồng thời làm đầy các vết sẹo lõm do mụn gây ra, kiểm soát lượng bã nhờn tiết ra, làm thông thoáng lỗ chân lông, loại bỏ các tác nhân gây mụn, thu nhỏ lỗ chân lông, giúp da dẻ trở nên mịn màng hơn, tái tạo tế bào da mới, loại bỏ lớp da chết sần sùi, thô sạm, diệt mụn tận gốc, hiệu quả lâu dài, hạn chế mụn tái phát. Lưu ý, hiệu quả của sản phẩm có thể khác nhau tùy theo tình trạng và cơ địa của mỗi người. Khuyến cáo nên sử dụng trọn bộ thảo dược trị mụn Nguyễn Trần để có hiệu quả nhanh chóng nhất. Bạn chỉ cần bỏ ra một số tiền nhỏ đổi lại một làn da đẹp, sạch mụn, luôn tự tin. Bạn cũng có thể sử dụng trọn bộ combo sản phẩm của thảo dược Nguyễn Trần Cấp, bao gồm bột rửa mặt Nguyễn Trần, thảo dược trị mụn Nguyễn Trần, tinh chất dưỡng da Nguyễn Trần. Chỉ với 500.000 đồng, các bạn đã có ngay một bộ sản phẩm combo trị mụn của thảo dược Nguyễn Trần Cấp. Khi bạn còn đang chần chừ, nhiều người đã dùng và hết mụn. Bài thuốc chiết xuất từ những thảo dược thiên nhiên quý giá được kết hợp theo công thức gia truyền mang lại hiệu quả thật sự và đảm bảo an toàn. Thảo dược trị mụn Nguyễn Trần đã được thử nghiệm trên nhiều đối tượng trước khi bán ra thị trường nên bạn có thể yên tâm sử dụng. Vì sao bạn nên tin dùng sản phẩm của chúng tôi? Để khách hàng luôn tin tưởng và cảm thấy yên tâm trong quá trình sử dụng thảo dược trị mụn Nguyễn Trần, chúng tôi cam kết sản phẩm đã được thử nghiệm về hiệu quả và độ an toàn, hoàn toàn chiết xuất từ thảo dược có chất lượng tốt và rõ ràng về nguồn gốc, cam kết hoàn tiền 100% nếu mua phải sản phẩm không chất lượng, chỉ nhận thanh toán khi khách hàng đã kiểm tra hài lòng, luôn hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng, dịch vụ giao hàng nhanh chóng, thuận tiện trên toàn quốc. Hãy thử và cảm nhận ngay hôm nay. Thành phần và cơ chế hoạt động của thảo dược trị mụn Nguyễn Trần. Nhiều người hiện nay có ác cảm với những sản phẩm thảo dược đông y trị mụn bởi họ thấy những sản phẩm này quá mập mờ, không đáng tin cậy, thuốc thì ít mà rượu thì nhiều, dùng vào chỉ thêm hại da. Nhưng thảo dược trị mụn Nguyễn Trần thì khác, chúng tôi chọn những sản phẩm thảo dược thiên nhiên có lợi cho làn da, nguồn gốc và chất lượng rõ ràng. Không chỉ vậy, hàm lượng và nồng độ rượu trong sản phẩm được cân đo kỹ lưỡng, đảm bảo vừa đủ cho tác dụng trên làn da, đảm bảo không gây hại. Trong quá trình sử dụng, bạn sẽ cảm nhận sự thay đổi của làn da theo cơ chế hoạt động như sau. Trong khoảng 10 ngày đầu tiên sử dụng thuốc trị mụn, bạn sẽ thấy làn da bắt đầu có hiện tượng da đỏ, ngứa, bề mặt da căng và khô hơn. Đây là thời gian để các nhân mụn bên dưới và các độc tố sẽ được đẩy lên.
bạn tuyệt đối không nên tự ý nặn mụn vì da đang trong quá trình nhạy cảm, dễ bị tổn thương và nhiễm trùng. Các nốt mụn sẽ gom cồi rồi tự khô và bong tróc ra tự nhiên. Sau khoảng 1 tháng thì da bắt đầu được tái tạo, hiện tượng bong da nhiều hơn, những vùng da mụn, nhiều vết thâm, vết nám đã bắt đầu khô lại, bong tróc lên và dần dần hình thành lớp da non bên dưới. Sau khi da đã bong hết, phải để da bong tự nhiên, không dùng tay bóc, cào ra thì lớp da mới được tái tạo. Vì lúc này là da non nên sẽ còn ửng đỏ và nhạy cảm. Bạn cần bảo vệ và chăm sóc da kỹ lưỡng lúc này. Khi da đã phục hồi hoàn toàn thì bạn sẽ thấy mụn gần như đã hết. Lỗ chân lông được thu nhỏ, da mịn màng và sáng màu hơn, làn da cũ rất nhiều. Nguyễn Trần Cóp xin lưu ý, trong quá trình sử dụng thì làn da sẽ cảm giác khó chịu, căng khô, ngứa đỏ. Nếu da bạn nhạy cảm sẽ có hơi rát, nhưng bạn không cần phải lo lắng vì đây là dấu hiệu tốt cho thấy thuốc đã phản ứng trên da của bạn và bắt đầu chu trình đào thải và tái tạo. Quá trình này sẽ mất thông thường từ 1 đến 3 tháng. Trong suốt quá trình sử dụng, bạn có vướng mắc gì thì có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 0906 852 188 để được hướng dẫn nhé. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm: rửa mặt thật sạch trước khi thoa thảo dược trị mụn Nguyễn Trần, không dùng nước nóng hay sữa rửa mặt để không kích ứng da. Lắc đều cho phần bột dưới đáy chai được hòa đều với phần tinh chất ở trên, thấm vào bông hoặc dùng tay thoa đều sản phẩm lên mặt một lớp vừa đủ, tránh xa vùng mắt và môi, để sản phẩm trên da ít nhất 5 tiếng hoặc bôi trước khi ngủ rồi rửa sạch lại vào ngày hôm sau. Lưu ý trong quá trình sử dụng, không sử dụng mỹ phẩm khác trong suốt liệu trình, không chà xát, dùng tay nặn mụn trên da, cần che chắn kỹ, tránh tiếp xúc bụi bẩn và ánh nắng mặt trời, cần ăn uống khoa học, tránh những thực phẩm cay nóng, nhiều chất béo, rượu bia, thuốc lá, hạn chế thức khuya để da khỏe hơn. Đối tượng sử dụng thích hợp, thảo dược trị mụn Nguyễn Trần sẽ thích hợp với những đối tượng sau: người có làn da nhiều dầu, da dày, sần sùi, không đều màu, người có vấn đề về mụn trứng cá, mụn ẩn, mụn đầu đen, v.v. Ngay cả người có mụn lâu năm vẫn có thể sử dụng. Đối với những ai có làn da mỏng, dễ bị kích ứng thì cần cân nhắc trước khi sử dụng sản phẩm này, vì bản chất của quá trình trị mụn và tái tạo da là tác động mạnh để loại bỏ lớp da bên ngoài, rồi sau đó mới tái tạo lại. Nếu vẫn muốn dùng thì hãy bắt đầu với liều lượng thật ít trước nhé. Còn phần lớn các bạn đã bị mụn lâu năm, mụn trứng cá, v.v. thì da không quá mỏng để phải lo lắng khi trị mụn. Da mỏng sẽ không có mụn trứng cá. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Liên hệ ngay với Nguyễn Trần Cóp để được tư vấn tốt nhất. Địa chỉ số 368 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0906 852 188.